Mến chào quý khán thính giả thân yêu đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Chúc quý vị có một ngày bình an, hạnh phúc và ngập tràn may mắn. Quý vị thân mến, theo quý vị thì mối quan hệ giữa người với người muốn tốt đẹp thì yếu tố nào là quan trọng nhất? Sự chân thành, sự biết ơn hay sự thủy chung? Những yếu tố ấy đều đúng, nhưng còn một yếu tố nữa mà Ngẫm Sự Đời muốn nhắc đến, đó chính là khoảng cách. Sẽ có một số khán giả đang cảm thấy ngạc nhiên và có phần vô lý. Bởi lẽ tình cảm thì phải gắn bó, phải gần gũi và khăng khít chứ. Nhưng quý vị đã thử nghĩ ở chiều ngược lại hay chưa? Tình cảm mà nếu gò bó, ép buộc hay lúc nào cũng ke ke bên cạnh rồi kiểm soát, áp đặt thì liệu có thể hạnh phúc được hay không? Tục ngữ có câu, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Trời và đất có khoảng cách cho nên mới tạo ra vẻ đẹp rộng lớn bao la. Ngày và ngày có khoảng cách nên có đêm tối và ngày sáng. Tháng và tháng có khoảng cách, người và người chung sống với nhau thì là cả một nghệ thuật, thực sự không hề dễ dàng. Khoảng cách quá xa, tình cảm sẽ phai nhạt, nhưng phụ thuộc quá nhiều vào nhau sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn. Muốn tình cảm bền lâu, hãy ghi nhớ 4 chữ vàng trong các mối quan hệ của mình mà Ngẫm Sự Đời chia sẻ với bạn ngay sau đây nhé. Điều đầu tiên, chừa lại khoảng không gian cho riêng mình và người yêu thương. Thực tế, việc duy trì khoảng cách trong tình yêu là một chất bảo quản quan trọng để thúc đẩy cảm xúc. Có người từng nói, hạnh phúc là ở biết được giới hạn của ai đó và yêu cái giới hạn đó. Khoảng cách và giới hạn giữa vợ và chồng thực ra chính là tình yêu và sự tôn trọng. Nhiều người nói rằng mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp là phải thân mật, không có kẽ hở, mà không biết rằng mối quan hệ tình cảm thiếu không gian riêng không phải là tình yêu và sự tôn trọng thực sự. Nó sẽ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái hay thậm chí là ức chế, và kết quả luôn là sự xa cách giữa vợ chồng với nhau. Tuần trước, Hoa, cô bạn thân đại học, mệt mỏi tâm sự vì Hoa nhiều lần xâm phạm không gian riêng của chồng, cuối cùng khiến chồng đi ngoại tình. Hoa luôn cho rằng yêu một người nào đó cần phải thuộc lòng từng tế bào của họ, biết mọi động thái của họ, quan tâm tới mọi nhu cầu của họ. Tóm lại là phải dính lấy nhau 360 độ và không có góc chết. Chính vì vậy mà Hoa quan tâm chồng từng ly từng tí, điều tra tìm hiểu rõ ràng từng người bạn của chồng, theo dõi từng động thái của chồng, kiểm tra điện thoại của chồng. Thế là một người chồng trước kia cứ tan ca là về nhà, giờ đây thường lấy lý do tăng ca, ngày càng về muộn. Người chồng vốn quan tâm vợ hết mực lại bắt đầu lạnh nhạt, không ngó ngàng gì tới vợ nữa. Đứng trước sự thay đổi của chồng, Hoa không những không tự kiểm điểm lại vấn đề của mình, ngược lại còn kiểm soát hành tung của chồng nghiêm ngặt hơn, kiểm tra điện thoại, gọi điện thoại, thậm chí còn chơi trò theo dõi. Tại sao tình yêu đẹp trong mắt Hoa lại khiến cho chồng ngộp thở? Bởi sự quan tâm của Hoa đối với chồng vốn không phải là tình yêu mà là kiểm soát. Hoa không biết rằng tình yêu thực sự là phải chấp nhận chứ không phải thay đổi, phải ủng hộ chứ không phải chi phối. Quan hệ vợ chồng dù tốt đến mấy, hai người dù gì vẫn là hai cá thể độc lập, không phải là vật sở hữu của bất cứ ai, không thể tùy ý chi phối mọi hành động của đối phương. Nguyên tắc sống chung tốt nhất giữa vợ chồng với nhau, đó là sống trong nỗi cô độc từ tận đáy lòng của đối phương. Khoảng cách sản sinh cái đẹp, chỉ khi giữ không gian riêng, tôn trọng và quý trọng lẫn nhau, thì gia đình mới êm ấm, hôn nhân mới bền lâu. Đặc biệt giữa những cặp vợ chồng, có thú vui và sở thích khác nhau, không thể ép buộc đối phương cũng phải có sở thích giống mình. Nên giữ một khoảng cách nhất định, chấp nhận thú vui của đối phương, cả hai cùng chung sống hòa thuận và vui vẻ với nhau. Điều thứ hai, đối với con cái, giữ khoảng cách một chén canh. Có người sẽ cảm thấy đây là điều khó hiểu, thậm chí không đồng tình. Tại sao cha mẹ và con cái, mối quan hệ ấy lại phải giữ khoảng cách? Thế nhưng Ngẫm Sự Đời sẽ kể cho bạn câu chuyện như thế này. Tôi có đứa em họ tên Hương, học đại học tài chính. Năm cuối đại học, nhà trường sắp xếp Hương đi thực tập ở một đơn vị tài chính xa nhà, tận trong thành phố Hồ Chí Minh. Ở một thời gian, Hương thấy thích nơi đây nên muốn ở lại phát triển. Thế vậy, cô tôi hết lòng khuyên can. Con phải nghĩ thật kỹ, xa nhà gặp phiền phức gì, không có ai có thể chia sẻ cùng con được đâu. Nhưng Hương vẫn khăng khăng quả quyết nói rằng con đã nghĩ kỹ lắm rồi, con quyết tâm muốn ở lại thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Thế vậy, cô chú tôi không khuyên ngăn gì thêm nữa. 2 năm sau,
Hương mang theo chàng rể miền Nam về nhà. Cô tôi thấy cậu ta cũng bình thường, nhưng vì con gái thích nên hai vợ chồng cô chú tận tình tiếp đãi. Sau đám cưới, hai vợ chồng Hương định cư trong Nam. Vợ chồng chung sống khó tránh khỏi những bất đồng cãi vã. Mỗi lần nhận được điện thoại kể lể của con gái, cô tôi thường nói qua quýt. Chuyện thường mà con, mẹ với bố con cãi nhau suốt ngày, vẫn sống với nhau cả đời đây. Vợ chồng cãi vã vài câu là chuyện thường, 2-3 ngày lại thôi ấy mà. Thế là Hương cũng ít khi xin ý kiến cha mẹ về những vấn đề trong cuộc sống của mình. Cách làm của vợ chồng cô chú tôi khác hoàn toàn với nhiều bậc cha mẹ khác. Bề ngoài trông có vẻ ích kỷ lạnh nhạt với con cái, nhưng thực ra lại rất sáng suốt. Không chỉ giúp con cái sống tự lập hơn, mà còn tôn trọng không gian riêng của chúng, tránh được phát sinh những va chạm hay xung đột không cần thiết. Giống như những gì mà tiểu thuyết gia Tất Thục Mẫn từng nói, với con cái chúng ta như thầy cũng như bạn, yêu thương nhưng không bao bọc. Khalil Gibran đã nói, con cái của bạn nhờ bạn mà đến được thế giới này, nhưng chưa chắc là đến vì bạn đâu. Những gì mà bạn cho chúng là tình yêu, chứ không phải là tư tưởng. Bạn có thể bảo vệ sức khỏe của chúng, nhưng không thể bảo vệ được linh hồn của chúng. Đối với con cái có giới hạn, có khoảng cách, có gắn bó, có trông chừng, khoảng cách cao nhất chính là một chén canh. Giữ khoảng cách một chén canh có thể thường xuyên thăm nom chúng, mang cho chúng một chén canh, nhưng trong lòng cũng giữ khoảng cách một chén canh, không để vì quá nóng mà làm bỏng chúng, cũng không để vì quá lạnh mà xa cách nhau. Làm vậy cũng sẽ khiến trẻ có không gian trưởng thành và được là chính mình, sống theo đúng nguyện ý và dám chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn. Cha mẹ cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân, hâm nóng lại tình cảm đôi lứa. Từ đó mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Điều thứ ba, những người thân với nhau không thể thiếu sự tôn trọng. Tình thân là thứ tình cảm khó có thể dứt bỏ. Và giữa người thân với nhau không nên quá tùy tiện, nhất định phải có sự tôn trọng. Nhận được sự giúp đỡ phải biết cảm tạ, người thân gặp khó khăn cũng phải kịp thời giúp đỡ. Chuyện trong nhà của người thân, nếu họ nguyện ý nói thì nên lắng nghe. Nếu họ đã né tránh không muốn đề cập thì hãy ít hỏi tới, không nên can thiệp, đừng trở nên nhiều chuyện không biết kiêng dè. Tuổi tác càng lớn, bạn sẽ càng nhận ra tình yêu, tình thân, tình bạn đều rất trân quý. Cho nên đừng cố chấp làm phiền người khác, hãy chừa lại cho mình cũng như cho người ta một ít không gian riêng. Đó cũng có thể chính là khoảng cách đẹp nhất. Điều thứ tư, đối với bạn bè, không nhất thiết phải ngọt như mật. Tôi có một cô bạn thân, học cùng nhau từ hồi mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, nhưng cũng có những sở thích khác nhau. Mặc dù là bạn thân, thế nhưng chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, lâu lâu rủ nhau đi ăn, đi xem phim hay gọi điện tán gẫu. Nhưng tôi cảm thấy đây là một mối quan hệ rất tích cực và có ý nghĩa. Bởi khoảng cách nhất định mà chúng tôi tạo ra đủ để hai đứa tôn trọng nhau và thêm yêu quý nhau nhiều hơn. Trần Đạo Minh có cách kết bạn độc đáo của riêng mình. Ông nói, có người nói tôi không thích kết bạn, thực ra không phải như vậy, chỉ là cách kết bạn khác nhau mà thôi. Tôi luôn cho rằng bạn bè không nhất thiết phải ngọt như mật, bởi bạn bè đến lúc thân thiết sẽ chẳng cách ngày chia xa là mấy. Những người không có cảm giác giới hạn rõ ràng, dễ quá nhiệt tình đi sâu vào không gian riêng của bạn bè, không quan tâm tới sự thật và ý kiến của bạn bè mình, can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương theo logic của riêng mình, hậu quả khó tránh của điều này đó là hai bên trở mặt. Có một câu nói rất hay rằng, điều đáng quý nhất không phải là chúng ta giống nhau, mà là rõ ràng biết chúng ta khác nhau nhưng vẫn có thể tôn trọng, thấu hiểu nhau, qua lại độc lập với nhau trên tiền đề giữ cá tính riêng, không đánh đồng, không hạ thấp, không xu nịnh và không vượt quá giới hạn. Khiến người khác vui khi vừa mới kết giao không bằng khiến người khác không cảm thấy ghét khi đã kết giao lâu. Giữa bạn bè với nhau, phải chơi với nhau lâu mà không thấy ghét, nhất định không được quá ngọt ngào, quá thân cận, mà phải tương tác không vượt quá giới hạn. Nói phải có chừng, hành động phải có mực. Mối quan hệ dù tốt đến mấy, một khi mất đi những chừng mực cần thiết, chỉ khiến đối phương ngày càng xa lánh bạn, tạo vách ngăn lớn giữa hai người. Và cuối cùng, đối với người xa lạ, nói chuyện chỉ nên nói 3 phần. Quân tử kết giao nhạt như nước,
có vài người là lần đầu tiên gặp, có vài người một năm chỉ gặp một hai lần. Khi ở cùng với những người này, dù cho ấn tượng đầu tiên rất tốt nhưng cũng nên giữ chân mực. Đừng cố soi mói chuyện riêng tư của người khác, nói năng tùy hoàn cảnh, đừng làm người ta khó chịu. Cũng đừng nói chuyện mà không để ý thời điểm có phù hợp hay không. Giữa người với người, biết giữ khoảng cách mới có thể cảm nhận được hết sự tốt đẹp. Giữa bạn bè, quá thân mật, đôi khi trong lời nói sẽ không chú trọng. Đối với tiền bạc lại không biết đúng mực, trong hành động lại không biết tôn trọng. Thời gian lâu dài, ai cũng sẽ rời xa. Khoảng cách càng gần, khuyết điểm cũng sẽ càng rõ ràng. Giữ một khoảng cách thích hợp mới có thể thu hút lẫn nhau. Bát gạo dưỡng ân nhân, đấu gạo nuôi cừu hận. Một mực đối tốt với người khác, không hẳn họ sẽ cảm thấy biết ơn bạn. Hãy cho nhau một khoảng cách thích hợp, vừa tạo nên cảm giác bí ẩn cũng không gây cảm giác xa cách. Đó mới là phương thức tốt đẹp khi kết giao và chung sống với người. Bạn thân mến, có người từng nói nỗi sợ xã giao của người trưởng thành đó là không sợ tẻ nhạt, chỉ sợ quen thân. Nếu chỉ đọc lướt qua sẽ không thấy hợp tình hợp lý cho lắm, nhưng nếu suy ngẫm kỹ sẽ thấy đạo lý ẩn chứa trong đó. Vì quá quen dễ dẫn tới thân, thân quá dễ gây mất chừng mực, dễ hình thành lỗ hổng gây rạn nứt tình cảm. Giữa bạn bè, vợ chồng, bố mẹ và con cái với nhau cũng thế. Giống như những gì mà nhà văn Kevin Sy đã từng nói, quá nhiệt tình không phải là phương pháp tốt để duy trì những mối quan hệ. Xã giao với người khác tốt nhất nên lạnh nhạt một chút, giữ khoảng cách nhất định với thế giới bên ngoài. Còn bạn, bạn nghĩ sao về quan điểm này? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh quý vị nha.